Tại nãy quay cũng ở Gò Quao cái đường ừ. Tại nãy thấy chiếc nãy nó cũng nhỏ, 02 03 gì. Thank you.
6 giờ nghỉ. Điều đó gọi là chăm cú phải không bạn? Chăm cú đó là để nó sầm đất cho nó cứng đất phải không? Cho nó dẻ thôi phải không? Thấy không? Rồi để tới không? Cái gạo này như hôm qua nó mới thay phải không? Hôm bữa tôi thấy nó xúc dưới sông là gạo mỏ dịch nó mặt. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Mà quan trọng là nó thiệt không? Qua tại hết cái găng. Dạ. Yeah. 300 mấy, 300 mấy. Ghê vậy. Cái găng. Rẻ hơn găng mình, cái của nó chịu. Chứ nó trồng găng xứ rồi. Trồng quá xài cuốc mà làm găng xứ là đẹp lắm rồi. Chiều qua về chưa anh?